Xin kính chào quý thầy cô. Hôm nay em sẽ giới thiệu một cái cách mà chúng ta làm để kiểm tra trắc nghiệm. Trắc nghiệm mà có thể là đảo câu hỏi và đảo cả đáp án trong một cái bài mà gửi cho học sinh. Ví dụ như là ta có 30 em học sinh thì 30 em đó sẽ nhận 30 cái đề khác nhau. Đồng thời là đáp án của một câu cũng có thể là nó xáo trộn, không em nào giống cả. Vậy em sẽ giới thiệu quý thầy cô cách làm này. Đầu tiên là mình vào trong cái lớp mà cần giao bài kiểm tra hoặc là tạo bài kiểm tra trong đó. Sau khi vào được lớp thì mình vào phần bài tập. Khi đó mình sẽ tạo một cái bài tập dạng trắc nghiệm, bài tập câu đố, bài tập trắc nghiệm. Quý thầy cô là tạo bài kiểm tra mới. Nếu mà chúng ta chưa có bài kiểm tra, chúng ta tạo bài kiểm tra mới, đặt tiêu đề cho nó. Ví dụ như em đặt tiêu đề là thi giữa học kỳ. Thì giữa học kỳ 1 chẳng hạn. Rồi xong rồi là ấn vào cái nút thêm mới. Cái phần đây là những cái dạng mà đề chúng ta lựa chọn, là tức là dạng trắc nghiệm, văn bản là dạng tự luận, xếp loại những phần đánh giá, vân vân. Có những cái loại bài tập khác nữa. Ở đây muốn tạo trắc nghiệm thì quý thầy cô chọn vào cái phần lựa chọn này. Rồi, ở đây là cái nó sẽ tra được câu hỏi. Quý thầy cô đặt câu hỏi 1 vô với cái yêu cầu là gì đó. Rồi, đây là câu hỏi trong cái phần nếu như mà câu hỏi này có toán học thì thầy cô nhấp vào cái nút 3 chấm, chọn phần toán học để chúng ta gõ cái công thức toán học vào đây. Như là có lũy thừa, có căn bậc 2, có số bi, có tổng, vân vân. Rồi nếu như mà không có toán học thì thầy cô bỏ đi. Tiêu đề phụ thì có thể để hoặc là có thể bỏ tiêu đề phụ đi. Rồi như vậy là câu hỏi trắc nghiệm này. Vậy thầy cô nếu như mà gõ mà thấy nó không có đúng theo cái đề của mình, không đồng ý theo cái đề của mình, thì quý thầy cô có thể là chụp cái câu hỏi ở trên Word để cho quý thầy cô chèn lên đây bằng cách là tải cái hình ảnh lên. Đó. Quý thầy cô vào cái mục là hình ảnh ở xuống ở cuối câu hỏi này, khi rê chuột vô thì sẽ có cái mục hình ảnh hiện lên này. Đó. Quý thầy cô thấy rồi đó. Rồi mình rê chuột vô thì nó sẽ hiện cái một hình ảnh lên, mình tải hình ảnh lên. Rồi chọn là tải lên từ máy tính nhé, tải lên. Thì nếu như câu 1 thì quý thầy cô có thể là chụp và cắt câu 1 ra, rồi sau đó là chúng ta tải câu 1 lên cho học sinh nó coi cho dễ, khỏi bị lỗi gì cả. Như đây ví dụ như em làm một cái đề mà phản hình thì cũng có thể tải cái hình ảnh lên đây luôn. Rồi sau đó là về phần câu trả lời. Đấy, nhập câu trả lời này thì cô chọn đáp án ở đây. Ví dụ như em chọn cái này là đáp án đúng, ta có thể là tùy chọn là đây là A, B, C vân vân. Rồi thường đây là đáp án đúng thì quý thầy cô nên tích vào cái chữ V đang ở sau cái chỗ đó. Đáp án đúng thì phải tích vô. Này, câu trả lời chính xác. Còn những cái đáp án sai thì không cần tích vào. Rồi, tiếp tục ha. Vậy ở đây là đáp án A đúng. Thì cô tích chọn câu trả lời chính xác chữ V đằng sau. Còn như đáp án B mà không đúng, tức là đáp án này sai, thì quý thầy cô đừng có tích ở sau này, mà cứ để ý nguyên vậy thôi, là nó sẽ có không có cái nút tích ở sau.
thì chúng ta sẽ là đó là đáp án sai. Nếu như câu 1 này có 4 đáp án thì chúng ta phải thêm tùy chọn. Tùy chọn 3 cũng là đáp án sai luôn. Đó. Rồi. Và đáp án 4 cũng là sai. Như vậy là câu hỏi này có đáp án là A, B, C, D. Rồi điểm cho câu này là ví dụ như nó trắc nghiệm thì 0.5 điểm thì cô gọi điểm vô. Rồi về phần bắt buộc thì cô ẩn chuyển sang cái phần bắt buộc là đồng ý. Bắt buộc là phải làm. Còn mà không bắt buộc là câu nào xin nó bỏ qua là nó cũng là không tính điểm đó. Bắt buộc làm để tính điểm. Rồi để mà cái bước quan trọng là quý thầy cô muốn đảo cái đáp án này đi. Vậy thì nó không phải là đáp án A đúng nữa, nó sẽ chuyển sang đáp án B đúng, hoặc là chuyển sang C đúng, hoặc là chuyển sang D đúng, mà nó có thể tự đảo đáp án cho mình luôn. Thì chúng ta sẽ nhấn vào cái nút 3 chấm. Đây, nút 3 chấm thần kỳ này. Chúng ta nhấn vô thì nó sẽ có nhiều tùy chọn. Tùy chọn trong này này thì cô sẽ chọn là sắp xếp ngẫu nhiên. Đấy, cái tùy chọn sắp xếp ngẫu nhiên. Thì cô chọn vào đây thì đáp án của cái câu này sẽ thay đổi. Nó không phải là đáp án A nữa, nó có thể đảo qua B đúng, hoặc là nó đảo qua C đúng. Và khi đó là A sẽ trở thành sai. Đấy, chúng ta chọn vào tùy chọn sắp xếp ngẫu nhiên này. Rồi, như vậy là được câu hỏi 1. Đó là phần mà nó đảo cái đáp án trong một câu. Bây giờ nếu như mà có 10 câu hỏi và thứ tự cả câu hỏi cũng được thay đổi luôn. Đấy. Thì cô chọn thêm phần lựa chọn thêm này, thêm mới này, để chúng ta gõ tiếp cái câu hỏi 2 vào đây. Đấy, thêm mới. Cũng là dàn trắc nghiệm thì quý thầy cô chọn phần lựa chọn. Đấy, câu hỏi 2, cái gì đó, có thể tải ảnh lên. Nếu mà nó xuất hiện, nó mình đi băng ra ngoài thì cô cứ nhắc vô câu hỏi và nó vô trong này lại. Rồi chọn một chàng phương tiện này nè. Rồi chèn ảnh lên, tải lên từ máy tính. Rồi chọn một cái ảnh nào đó. Đây là cái ảnh này nằm trong cái đề bài của quý thầy cô đó. Thì cô có thể là chụp và đưa lên cho học sinh, mà chúng ta khỏi cần phải gọi thế này. Rồi về phần tùy chọn nè, chúng ta lại chọn ví dụ như đây là đáp án sai. Đáp án sai thì đừng có tích chọn chữ V đằng sau. Rồi đáp án sai. Rồi đây là đây câu A, câu B thì cô cụ thì cô thêm tùy chọn, ví dụ như đây là đáp án đúng. Và thêm tùy chọn, vậy đáp án sai. Như vậy câu hỏi 2 này có 4 đáp án A, B, C, D. Và đáp án đúng thì quý thầy cô tích vào chữ V đằng sau. Còn những đáp án sai thì không tích. Và điều bắt buộc chú ý này, ta phải nhấn vào nút 3 chấm và chọn tùy chọn sắp xếp ngẫu nhiên này này. Nếu mà nó V rồi là tức là nó đã chọn rồi, quý thầy cô không cần chỉnh nữa. Chỉnh một lần từ đầu câu 1 là nó sẽ áp dụng cho câu 2, câu 3, câu 4, câu 5 cho tới câu 10. Đấy, như vậy đó. Rồi, điều quan trọng thứ hai là muốn đảo câu hỏi. Vừa rồi là đảo đáp án thôi. Bây giờ đảo câu hỏi này. Ví dụ như câu 1, bây giờ học sinh 1 là câu 1, nhưng mà học sinh 2 không còn câu 1 nữa. Chuyển sang câu 5, câu 7, chẳng hạn. Đó. Thật là bất ngờ, quý thầy cô có thể ấn vào cái nút 3 chấm ở trên. Không còn 3 chấm ở dưới này mà 3 chấm ở trên nữa. Xả cái phần chủ đề đó vô. Chọn phần thiết đặt. Đấy, chọn phần thiết đặt cho em. Đây nè. Quý thầy cô nên bỏ cái hiển thị kết quả tự động đi. Bởi vì sao? Học sinh mà thứ nhất mà nó đã làm rồi, nó nộp bài, thì nếu như để bật cái này thì nó sẽ thấy được đáp án và học sinh thứ hai có thể dựa vào đó
Nếu như em thích nhất là chụp mà gửi qua học sinh thứ hai thì em thứ hai sẽ làm được. Vậy thì cô bỏ đi, tức là nó không hiện kết quả cho học sinh thứ nhất, mà chúng ta chỉ lấy kết quả chúng ta tự chấm thôi, không hiện cho học sinh xem kết quả. Rồi những cái phần này trong tổ chức mà được phản hồi, tức là trong lớp chúng ta, thì quý thầy cô để nguyên đấy, chấp nhận phản hồi vân vân. Ngày bắt đầu đó, ngày bắt đầu tức là cái thời gian mà quý thầy cô cho học sinh làm, dù như là ngày mùng 7 tháng 11, thời gian bắt đầu làm từ 7 giờ sáng cho tới ngày kết thúc cũng là mùng 7 tháng 11, thời gian kết thúc là cho khoảng 60 phút đi, thì 7 giờ sáng cho tới 8 giờ sáng hoặc là 7 giờ chiều. Đây thì cô chú ý nha, PM là chiều nè, AM mới là sáng nè. 7 giờ sáng cho tới là 8 giờ sáng là 60 phút nè. Tức là trong thời gian này học sinh vô mới làm thôi, ngoài thời gian này là không làm được. Rồi đây, điều đặc biệt lưu ý là phải sắp xếp ngẫu nhiên câu hỏi, có nghĩa là đảo câu hỏi đó. Rồi, tất cả các câu hỏi này được đảo, hoặc là nếu như mà quý thầy cô chỉ muốn là đảo câu 3, câu 5, câu 7, tức là quý thầy cô khóa những câu hỏi khá lại và để những câu hỏi đó nó tự động đảo thôi. Tất cả câu hỏi là nó được sắp xếp ngẫu nhiên tất cả, còn khóa câu hỏi, ví dụ như câu 1 quý thầy cô muốn giữ nguyên vị trí là câu 1 thì quý thầy cô có thể khóa câu 1 lại đó. Rồi, tất cả đều đảo thì quý thầy cô chọn vào ở trên. Đó, thông tin chọn vậy là xong. Đó, rất là dễ không quý thầy cô. Rồi, xong rồi thì chúng ta ấn hoàn thành. Rồi, như vậy về cái phần bài của chúng ta đã được tạo. Bài kiểm tra của chúng ta được tạo. Giao cho lớp nào thì quý thầy cô cứ chọn vô bình thường. Đấy, giao cho lớp nào cứ bấm chọn vô. Thì cái lớp đã được giao. À, quý thầy cô dạy lớp nào thì chọn tất cả các lớp đó, thì học sinh đó vô cùng một thời gian, cùng một địa điểm của lớp của mình thì học sinh sẽ làm. Rồi ngày đến hạn thì quý thầy cô cho chọn trong ngày luôn, để cho học sinh làm cùng một ngày đó. Ví dụ như ngày mùng 7 em chọn ngày mùng 7 lại, thời gian đến hạn là trong ngày. Về bài đăng thì quý thầy cô đưa vào cái phần, đừng để vào kênh chung mà để vào cái kênh của môn của chúng ta. Ví dụ như em môn toán thì để trong môn toán, ví dụ như em văn thì để trong môn văn, và để đưa được vào trong cái kênh của chúng ta thì thầy cô đừng có để kênh chung mà chuyển sang phần chỉnh sửa này nè, chỉnh sửa nè, ấn vô chỉnh sửa và chọn cái kênh mà chúng ta đang giảng dạy, tức là cái bộ môn của chúng ta đó. Rồi ấn hoàn thành. General này là kênh chung này, còn cái môn của chúng ta chọn vô và ấn hoàn thành. Rồi như vậy là chúng ta lưu lại và giao thôi. Vậy là xong. Thì quý thầy cô không cần phải lo học sinh copy này, tại vì câu hỏi đã được đảo và đáp án trong câu hỏi cũng được đảo luôn. Đó, rất là hay phải không? Nếu hay thì quý thầy cô cho em một like đi. Rồi, chào tạm biệt quý thầy cô.